Sau cú ngã trước đội tuyển Hy Lạp với tỷ số 1-2 ngay tại sân nhà Wembley, đội tuyển Anh của Lee Carsley với bộ mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhanh chóng ra trận lần nữa. Lần này đối đầu Phần Lan và Tam Sư đã không làm người hâm mộ của họ phải thất vọng. Trong đó có một cái tên sáng rực giữa trời Bắc Âu lạnh giá, đó là Jack Grealish, ngôi sao vừa bước ra khỏi những ngày đen tối dài dằng dặc để tìm lại chính mình. Thất bại trước Hy Lạp không chỉ là một vết nhơ mà còn là cú đá vào lòng kiêu hãnh của tuyển Anh. Tuy nhiên sau trận thua đó, Lee Carsley đã không để bầu không khí u ám kéo dài mà thay đổi nhân sự để sốc lại tinh thần. Một trong những sự thay đổi đáng chú ý nhất là sự trở lại của đội trưởng Harry Kane và tất nhiên Jack Grealish, người đã có màn trình diễn rất đáng để được nhắc đến. Tại Helsinki, Phần Lan không phải đối thủ dễ chịu. Họ biết cách phòng ngự kín kẽ, phản công sắc lẹm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đẳng cấp của Tam Sư vẫn ở đẳng cấp khác biệt. Và người mở ra bữa tiệc tại Helsinki không ai khác chính là Jack Grealish, với một cú thoát xuống và đặt lòng gọn gàng như nhảy một điệu tango, khiến thủ môn Lukas Radecki chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn. Trận đấu này, Grealish được xếp ở vị trí tiền vệ tấn công lệch trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của Lee Carsley. Anh là một phần của bộ ba tấn công phía sau Kane cùng với Jude Bellingham và Cole Palmer. Một bộ sậu hàng hiệu hẳn hoi, và Jack đã không làm phụ lòng người hâm mộ với màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Nếu như bên hành lang phải Kyle Walker và Cole Palmer khá vất vả trước cầu thủ Phần Lan, thì bên cánh trái Jack Grealish phối hợp cùng Trent Alexander-Arnold tạo ra những pha tấn công biến hóa. Grealish không chỉ bám cánh đơn thuần mà anh còn có xu hướng cắt vào trung lộ, luồn lách giữa hàng thủ đối phương như một con cáo đi săn mồi. Với tốc độ và kỹ thuật điều luyện, Grealish không ngừng làm khổ hàng thủ Phần Lan. Pha lập công của anh đã chứng tỏ kỹ thuật dứt điểm tuyệt vời, nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhìn vào những con số thống kê, người ta càng thêm ấn tượng: 72 lần chạm bóng, 56 trên 58 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ là 97%, 3 đường chuyền quyết định và 2 cú tác bóng. Hãy tưởng tượng một tiền vệ tấn công mà tranh chấp tay đôi còn mạnh mẽ không kém gì một tiền vệ phòng ngự. Đúng là một Jack Grealish toàn diện hơn rất nhiều so với trước đây. Thực sự phải dành lời khen cho Lee Carsley, vì huấn luyện viên tạm quyền này đã dám làm những điều mà đôi khi Gareth Southgate ngần ngại: trao niềm tin cho Jack Grealish. Sau khi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia vì phong độ tụt dốc, giờ đây Grealish lại xuất hiện với diện mạo của một chiến binh. Tháng 9 vừa qua anh đã có bàn thắng trong trận thắng 2-0 trước Cộng hòa Ireland, và giờ lại thêm một màn trình diễn mãn nhãn trước Phần Lan. Không chỉ đặt Jack ở vị trí tiền vệ lệch trái quen thuộc, Lee Carsley còn thử nghiệm anh ở vai trò hậu công. Grealish là một mẫu cầu thủ đa năng, linh hoạt. Khi cần anh có thể đảm nhận vai trò trung phong và cũng sẵn sàng lùi sâu để tham gia phòng ngự. Chính sự đa dạng này đã giúp Jack không chỉ tạo ra những khoảnh khắc wow mà còn chứng minh anh có thể đóng vai một mắt xích quan trọng trong mọi hệ thống chiến thuật. Còn nhớ mùa hè trước khi Premier League khởi tranh, người hâm mộ của Man City đã bàn tán sôi nổi về phong độ thất thường của Grealish. Liệu Pep Guardiola có còn đặt niềm tin vào anh? Liệu Jack có thể làm nên chuyện tại đội hình đầy dẫy những ngôi sao của City? Đến thời điểm hiện tại, câu trả lời dần rõ ràng hơn. Grealish đã đứng dậy sau cú ngã. Ở Premier League mùa này, Jack Grealish đã đá chính 4 trận và vào sân từ ghế dự bị 2 lần sau 7 vòng đấu. Không phải những con số quá ấn tượng, nhưng đủ thể thấy anh vẫn là một phần quan trọng của Man City. Đặc biệt những con số như một kiến tạo, tỷ lệ chuyền chính xác đạt 89% và 2 đường chuyền quyết định mỗi 90 phút cho thấy Grealish đang dần lấy lại cảm giác chơi bóng tốt nhất. Sự ổn định của Grealish tại Man City cho thấy anh không chỉ là một ngôi sao tháng qua. Dù không phải lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ như những đồng đội tấn công khác tại City, nhưng anh vẫn có những đóng góp âm thầm mà cực kỳ giá trị. Mỗi pha đi bóng của Grealish đều mang đến sự bất ngờ cho đối thủ. Mỗi lần anh giữ bóng là một lần hàng phòng ngự đối phương phải dè chừng. Quay ngược thời gian một chút sẽ thấy những tháng ngày đen tối của Jack Grealish vẫn còn rất gần đây. Bị gọt khỏi đội tuyển quốc gia trước thềm Euro 2024, Grealish phải đối mặt với thực tế đau lòng: phong độ sa sút và những màn trình diễn mờ nhạt. Thậm chí nhiều người còn dự đoán rằng Grealish sẽ khó mà trở lại đỉnh cao. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng những câu chuyện truyền cảm hứng, và Grealish là một trong những nhân vật chính của câu chuyện ấy. Từ đáy sâu thất vọng, Jack dần hồi sinh, từ Man City cho đến đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn gần đây không phải là may mắn nhất thời, mà là kết quả của sự kiên trì, nỗ lực không ngừng. Giờ đây, với từng bước chạy đầy quyết tâm, từng đường truyền, cú sút đầy tinh tế, Grealish đang viết tiếp câu chuyện về ngôi sao đã từng lạc lối nhưng rồi tìm lại chính mình. Những ai yêu mến Jack đều hy vọng anh sẽ không chỉ vụt sáng rồi tắt ngấm, mà sẽ tiếp tục giữ được phong độ ổn định để hướng đến những mục tiêu lớn lao cùng Man City lẫn đội tuyển Anh. Nếu nhắc đến Jack Grealish của vài năm trước, người ta sẽ nghĩ ngay đến một cầu thủ kỹ thuật, giàu sức sáng tạo nhưng đôi khi hơi nghệ sĩ quá mức. Anh có thể dễ dàng làm đối phương chóng mặt với những pha đi bóng hoa mỹ, nhưng cũng có không ít lần khiến các huấn luyện viên vò đầu bứt tóc vì những pha xử lý thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, Grealish của hiện tại là một phiên bản trưởng thành hơn, chơi thực dụng hơn và đóng góp vào chiến thuật chung nhiều hơn. Trong sơ đồ của Lee Carsley hay Pep Guardiola, Grealish không chỉ đơn thuần làm cầu thủ chạy cánh biết dè dắt. Anh là mắt xích quan trọng trong hệ thống pressing, giữ vị trí và tham gia chuyển đổi trạng thái nhanh chóng. Điều này đòi hỏi Ziyech không chỉ có kỹ thuật cá nhân tốt mà còn phải có tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng đọc trận đấu linh hoạt. Mỗi lần Grealish có bóng, người ta không chỉ chờ đợi một pha xử lý kỹ thuật đẹp mắt mà còn hy vọng anh sẽ tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Dưới thời Pep Guardiola, Grealish dần trở thành một cầu thủ toàn diện hơn. Pep không chỉ muốn Ziyech là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà còn là một tiểu Messi trong cách dẫn dắt lối chơi từ bên cánh. Anh có nhiệm vụ lôi kéo hậu vệ đối phương mở ra khoảng trống cho đồng đội, và khi có cơ hội, Grealish cũng phải sẵn sàng băng cắt vào trong để dứt điểm. Cách Grealish di chuyển và xử lý bóng không chỉ làm khó các hậu vệ mà còn giúp anh trở nên nguy hiểm hơn trong mọi tình huống tấn công. Với Grealish, sự kỳ vọng từ người hâm mộ Anh và Manchester City luôn là một con dao hai lưỡi. Ở một đất nước mà bóng đá là tôn giáo, việc trở thành ngôi sao đội tuyển quốc gia hay một câu lạc bộ lớn đồng nghĩa với việc phải gánh chịu áp lực khổng lồ. Jack Grealish hiểu rất rõ điều này. Việc bị loại khỏi đội tuyển Anh trước Euro 2024 là một lời nhắc nhở đắt giá về việc phong độ luôn là yếu tố quyết định và không ai có thể sống mãi nhờ danh tiếng trong quá khứ. Sự kỳ vọng đi kèm với những chỉ trích mỗi lần Grealish chơi không đúng phong độ, các mặt báo mạng xã hội đều dậy sóng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là Ziyech luôn có khả năng đứng dậy sau những lần vấp ngã. Dù có những trận đấu không thành công, anh vẫn luôn giữ được tinh thần chiến đấu, sẵn sàng chứng minh bản thân qua từng trận đấu. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi anh trở lại đội tuyển Anh dưới thời Lee Carsley. Grealish không còn là cầu thủ bản năng như trước, mà làm cầu thủ biết học hỏi, biết thích nghi. Anh có thể chơi đa năng hơn, từ vai trò tiền vệ lệch trái cho đến hộ công, thậm chí có thể đảm nhiệm vai trò trung phong khi cần. Điều đó cho thấy sự phát triển vượt bậc về tư duy chiến thuật và khả năng làm việc nhóm của Jack Grealish. Ở tuổi 29, Grealish đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của mình. Nhưng liệu những gì anh đã làm được có đủ để thỏa mãn tham vọng của một ngôi sao lớn? Câu trả lời chắc chắn là không. Với những gì đã và đang thể hiện, Grealish còn rất nhiều đỉnh cao để chinh phục. Với Manchester City, anh đã giành được nhiều danh hiệu quan trọng, nhưng UEFA Champions League vẫn là một mục tiêu lớn mà Ziyech chưa thể với tới. Grealish sẽ cần phải tiếp tục duy trì phong độ ổn định và đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục giải đấu danh giá này cùng Man City. Pep Guardiola luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ, và với khả năng hiện tại, Grealish hoàn toàn có thể trở thành một nhân tố quyết định trong các trận đấu lớn. Với đội tuyển Anh, Jack Grealish đang nỗ lực để trở thành một nhân tố không thể thiếu cho chiến dịch chinh phục các giải đấu quốc tế lớn. Với World Cup và Euro vẫn còn ở phía trước, Grealish biết rằng anh không chỉ cần những màn trình diễn xuất sắc ở hiện tại mà còn phải duy trì được phong độ này trong tương lai. Đội tuyển Anh dưới thời Lee Carsley đang dần trẻ hóa, và sự xuất hiện của Grealish như một cầu thủ kinh nghiệm sẽ giúp đội bóng này có sự cân bằng cần thiết giữa sức trẻ và kinh nghiệm trận mạc. Jack Grealish đang trở lại, và không chỉ là trở lại như một ngôi sao bình thường. Anh đang dần khẳng định mình là một ngôi sao mang tầm ảnh hưởng, một nhân tố có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Với những gì đang thể hiện, Grealish không chỉ cứu vãn sự nghiệp của mình mà còn mang lại niềm hy vọng lớn cho đội tuyển Anh và Manchester City. Con đường phía trước của Grealish chắc chắn sẽ không ít chông gai, nhưng với phong độ và sự quyết tâm hiện tại, ai dám nói rằng Ziyech không thể chinh phục thêm những đỉnh cao mới. Phía trước là bầu trời rộng lớn, và ngôi sao tóc bồng bềnh ấy vẫn đang tiến bước tìm lại ánh hào quang đã từng thuộc về mình.